Quýnh chạy bi thành trúng không hả canh? Quýnh đỏ quá lại. Trắng không ngon đâu. Ở kêu quýnh đỏ. Quýnh đỏ qua lại ngon mà nó không quýnh ra. Thiếu rồi. Ít. Chạy chứ. Ăn chín thì chơi tiếp. Muốn gỡ mà, muốn gỡ thì ăn chín chơi tiếp mà. Hiểu rồi. Cù lê đó. Cù lê không ra luôn. Thì phải lỗi với cái cho người ta quýnh chứ, quýnh hoài chứ không ai đâu chơi. Ghét cái đống điểm cắm đầu quýnh bài hả? Ghét 40 điểm cắm đầu quýnh bài hả? Vậy kêu quýnh 16 hả? Chứ chơi cái rồi. Chịu nổi. Cái hồi nãy không dám chơi tao kêu vô quýnh đi không á. Cứ ăn cá đống rồi. Đúng rồi. Nó kéo vậy đó mới gã bị ra chứ. Đó, kéo đỏ lên mày ơi. Kéo đỏ lên. Nè, kéo đỏ lên gom lúc luôn không quýnh ra. Má gặp hai thằng kéo luôn. Tắm về á. Đó nữa. Ngủa. Lấy đúng á, lấy đúng á. Đó đi, đi đọc chút về, chút về vậy. Thời gác cả đống điểm cắm đầu quýnh hoài. Kéo gì, ông chút bê cũng cơm vậy. Kéo gì, ông chút bê cũng cơm vậy. Kéo gì, ông chút bê cũng cơm vậy. Kéo gì, ông xe nó xin cơm lại phải không? Tới tan luôn. Đúng cơm lên. Nãy vậy thôi, cho chú gần ông bít cây lên gì đâu. Đó, qua kéo vàng được mà. Ba anh kia chồng cái vàng được mà. Kéo vàng được mà ta. Ấy, ngay lỗ luôn rồi. Má hết thời chúng tôi rồi. Ui. Băng trắng mày ơi. Nhẹ băng trắng thì quýnh tiếp gì đâu à. Má. Hôm nay không quýnh không được đâu mà.
cả 10 ngày mấy ngày không có đụng tới clip luôn. Cái quýnh thịt cho quýnh thường quýnh hai này chấp cho thêm mớ nữa mà. Dài luôn hả? Lấy da đi coi ra mà gom xíu đi, không vô giữa không cho ăn nha. Ba bướng hả? Băng đỏ nè, tới không tới. Trời ơi trời. Nó tay nhạch. Thả thả xuống rồi, cầm gom nó sửa. Tại tội quýnh hư. Lọn chứ không lọn. Nhỏ liền chứ. Gán vậy mà cắt gán vậy mà hai thằng cắm đầu quýnh hoài nữa chứ. Đồ mà đã mặt đạn nữa hả? Thối giả bộ hoài biết rồi sao mày không nhắc tao luôn. Vừa ra vừa đang bộ chạo quá xạo chỗ đuôi nãy giờ lỗi dữ lắm nha. À, bữa mai đầu này hư luôn. Mai đầu hư luôn hả? Còn mười mấy điểm nữa đủ rồi. Ăn ra rồi. Rồi chứ sao ăn đứng lại à? Không ăn đâu mà trận này hạ chắc con tỷ số luôn không? Mày à còn 8 còn 2 à chết chết. Sao cầm đấu không được lỗi nha. Cái ừ. Để ông Hữu thế đi.